hai dĩa luôn ha. Ngon quá, trời ngon. Hồi nãy thì không chịu ăn, hồi nãy nhìn thấy cá thì cho em muốn vợ, không thèm ăn, không thèm đi rửa tay nữa. Tới hồi ăn rồi thấy ngon cái ăn hai đi á, kêu ăn đĩa nghị không chịu nữa. Rồi ăn hai đi á, quét nữa. Cá mày kho ngon không? Có xương hay gì? Lấy ra bỏ vô đi. Đây là muốn cá phụ phật. Ừ. Bấy trái bò chét luôn phải không? Ủa ngon. Mai có cái răng nữa nha. Cá kho số 1 Việt Nam. À, số 1 luôn hả? Số 1 Việt Nam luôn hả? Số 10 Việt Nam. Số 10 Việt Nam. Ăn hết chưa? Chưa. No chưa? Chưa. Còn rất là đói luôn. Ôi, ăn hai đĩa còn đói. Thiệt. Nè, bụng bự rồi nè. Thì rồi thấy cũng còn đói. Chắc ăn hết chảo cá này luôn mới hết đắng phải không? Ăn hết còn chưa hết đói. Ổn quá, hết rồi bụng ăn rồi. Đói quá, đau bụng ăn. Rồi. Liếm giống mèo con. Giờ cái mặt đó.